Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, nếu thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, nhớ đăng ký để xem các video tiếp theo nhé. Giờ toán hôm nay, chúng ta học bài ôn tập về tìm số trung bình cộng, trang 175. Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau. Bài có hai ý, ý A và ý B. A. 137, 248 và 395. Như các con đã biết, muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, bước đầu tiên, ta tính tổng của các số hạng. Sau đó, ta lấy tổng đó, ta chia cho số các số hạng. Ở đây, ý A có 3 số. 137, 248 và 395, ta sẽ tính tổng của 3 số hạng này. Sau đó ta lấy tổng của 3 số hạng, ta chia cho 3. Mở ngoặc 137 cộng 248 cộng 395. Đóng ngoặc chia 3. Tổng của 137, 248 và 395 thì cô giáo cộng được 780. 780. 780 cô giáo chia cho 3. 7 chia 3 được 2. Viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Dư 1, ta hạ 8 xuống. 18 chia 3 được 6. 3, 6, 18. Hết. 0 chia 3 bằng 0. Như vậy, trung bình cộng của 3 số ta tính được là 260. Tiếp ý B. 348, 219, 560 và 725. Ta thấy ý B có 4 số hạng. Bước đầu tiên, ta tính tổng của 4 số hạng, sau đó chia 4. B bằng 348 cộng 219 cộng 560 cộng 725. Đóng ngoặc chia 4. Tổng của 4 số hạng trên, cô giáo tính được là 1852. Lấy tổng này, cô giáo chia 4. Trước hết ta lấy 18 chia 4. 18 chia 4 được 4, viết 4. 4 x 4 bằng 16, 18 trừ 16 còn dư 2. Ta hạ tiếp chữ số 5 xuống được 25. 25 chia 4 được 6. 6 x 4 bằng 24, 25 trừ 24 còn dư 1. Ta hạ tiếp chữ số 2 xuống được 12. 12 chia 4 được 3. 3 4 12. 12 trừ 12 hết. Như vậy, trung bình cộng của 4 số ở ý B ta được 463. Tiếp tục, chúng ta làm bài số 2. Trong 5 năm liền, số dân của một phường tăng lần lượt là 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hàng năm là bao nhiêu người? Bài toán cho chúng ta biết là 5 năm liền nhau thì số người tăng của một phường là 158 người, 147 người, 132 người, 103 người và 95 người. Yêu cầu tính trung bình số dân tăng
hàng năm ở trong 5 năm đó là bao nhiêu người. À, thì đọc bài toán chúng ta cũng xác định được đây là dạng toán tìm số trung bình cộng của nhiều số. Ở đây là tìm số trung bình cộng của 5 số. À, bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ tính tổng số lần lượt là số người tăng của từng năm một. Sau đó ta lấy tổng đó, ta chia cho 5. Bài 2. Cô giáo trả lời là gì? Trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hàng năm là. Mở ngoặc. Ta lấy 158 cộng 147 cộng 132 cộng 103 cộng 95. Đóng ngoặc. Chia 5. 158 cộng 147 cộng 132 cộng 103 cộng 95. Tổng của 5 số hạng này cô giáo tính được là 635. 635. 635 chia 5. 6 chia 5 được 1, viết 1, 1 nhân 5 bằng 5, 6 trừ 5 còn dư 1. Ta hạ tiếp chữ số 3 xuống, được 13, 13 chia 5 được 2, 2 nhân 5 bằng 10, 13 trừ 10 còn dư 3. Ta hạ tiếp chữ số 5, được 35, 35 chia 5 được 7, 7 nhân 5 bằng 35, 35 trừ 35 được 0. Như vậy là trung bình số dân tăng hàng năm là 127 người. Chúng ta đáp số 127 người. Chúng mình tiếp tục làm bài số 3. Tổ 1 góp được 36 quyển vở. Tổ 2 góp được nhiều hơn tổ 1 2 quyển, nhưng lại ít hơn tổ 3 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở? Bài toán cho biết là tổ 1 góp được 36 quyển vở. Tổ 2 lại góp được nhiều hơn tổ 1 2 quyển vở. Nhưng tổ 2 lại ít hơn tổ 3, 3 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở? Đọc bài toán lên thì chúng ta cũng xác định được đây là dạng toán tìm số trung bình cộng của nhiều số. Ở đây là tìm trung bình cộng số quyển vở của 3 tổ mà biết tổ 1 rồi góp được 36 quyển vở. Tổ 2 chưa biết. Chỉ biết là tổ 2 nhiều hơn tổ 1 2 quyển vở. Muốn biết tổ 2 chúng ta sẽ lấy số vở của tổ 1 là 36 quyển cộng với 2 quyển hơn là 38 quyển. Tổ 3 cũng chưa biết nhưng biết tổ 3 lại gì? Tổ 3 so với tổ 2 là ít hơn 2 quyển. Tức là tổ 3 nhiều hơn tổ 2 2 quyển. Thì muốn tìm tổ 3 ta sẽ lấy số vở của tổ 2
cộng với 2, tức là lấy 38 cộng với 2 thành 40 quyển. Biết được 3 tổ thì ta sẽ lấy tổng số vở của 3 tổ, ta chia cho 3. Phép tính thứ nhất, ta trả lời là gì? Tổ 2 góp được số quyển vở là 36 cộng 2 bằng 38 quyển vở. Phép tính thứ hai, ta trả lời là tổ 3 góp được số quyển vở là 38 cộng 2 bằng 40 quyển. Phép tính thứ 3, ta sẽ tính trung bình cộng của 3 tổ. Trung bình mỗi tổ góp được số quyển vở là, đó là câu trả lời của phép tính thứ 3. Ta lấy 36 cộng 38 cộng 40 chia 3. Không thực hiện phép tính thì chúng ta cũng biết được là trung bình số vở của mỗi tổ góp được là 38, phải không? Giữa 36, 38 và 40 thì chúng ta bằng 38 quyển vở. Đáp số 38 quyển vở. Bài 4. Một công ty chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm? Bài toán cho biết là một công ty chuyển máy bơm bằng ô tô. Hai lần chuyển. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Yêu cầu tính trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm. Như vậy muốn biết là trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm thì chúng ta phải tính từng đợt. Ta phải tính từng lần. Lần đầu tức là lần 1 có 3 ô tô mà 1 ô tô thì chở được 16 máy. Lần sau thì có 5 ô tô
mà một ô tô thì chở được 24 máy. Bây giờ tìm trung bình mỗi ô tô của hai lần thì chở được bao nhiêu máy? Đây là lần 2. Bây giờ muốn tính được trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy thì ta phải tính được là lần đầu chở được bao nhiêu máy. Ta sẽ lấy 16 ta nhân với 3. 16 nhân với 3 thì bằng 48. 48 máy. Và lần sau ta sẽ lấy 24 nhân với 5. 24 nhân với 5 cô giáo tính được là 120 máy. Sau đó ta tính trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy. Lần đầu có 3 ô tô, lần sau có 5 ô tô. Và vậy trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy thì ta sẽ lấy tổng số máy đã. Tổng số máy của lần đầu là 48 với lần thứ hai là 120. Đấy, ta cộng hai lần. Sau đó ta chia cho tổng số ô tô. Lần đầu là 3 ô tô, lần sau là 5 ô tô. 48 cộng với 120. 120 cộng với 48. 0 cộng 8 bằng 8. 2 cộng 4 bằng 6. Bằng 168. 168 mà chia cho 8. Vì 3 cộng với 5 bằng 8. 168 chia cho 8. 16 chia 8 được 2. 26 18 16 28 16. 16 trừ 16 hết, hạ 8, 8 chia 8 được 1. Như vậy là trung bình mỗi một ô tô chở được 21 máy. Các con lưu ý, qua kinh nghiệm cô thấy là nhiều năm có cô dạy, cô thấy là có một số bạn chúng ta nhầm lẫn là chúng ta cũng tính đúng tổng số máy của hai lần chuyển, nhưng khi chia thì các bạn lại chia cho hai, vì các bạn chia cho hai lần. Đấy, các con phải đọc kỹ đầu bài để chúng ta tính cho đúng. Cô giáo trình bày. Bài 4. Trả lời lần thứ nhất hay là lần đầu? Chở được số máy là 16 nhân 3 bằng 48 máy. Lần sau chở được số máy là 24 nhân 5 bằng 120 máy. Trung bình mỗi ô tô chở được số máy là câu trả lời của phép tính thứ ba. Trung bình mỗi ô tô mở ngoặc 48 cộng 120 đóng ngoặc chia 3
cộng 5 bằng 21 máy. Đáp số 21 máy. Các con lưu ý cái phép tính cuối cùng là cô giáo cộng gộp số tổng, tổng số máy và tổng số xe. Cô giáo cộng gộp, làm gộp vào một phép tính. Tiếp tục bài số 5. Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé. Bài toán cho biết là trung bình cộng của hai số là 15. Biết số lớn gấp đôi số bé. Tìm hai số. Đọc bài toán, ta thấy đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Nhưng bài toán này lại liên quan đến trung bình cộng. Tổng của hai số là trung bình cộng. Trung bình cộng của hai số là 15. Vậy làm thế nào để chúng ta tính được tổng của hai số? Như vậy tổng của hai số ta sẽ làm vì hai số cộng với nhau và chia cho 2 được 15. Vậy tìm tổng của hai số ta sẽ làm ngược lại, ta lấy 15 nhân 2 bằng 30. Vậy 30 chính là tổng của hai số. Số lớn gấp đôi số bé. Số lớn gấp đôi số bé, tức là đây chính là tỉ số của hai số. Số bé là 1 phần thì số lớn là 2 phần như vậy. Vậy tỉ số của hai số chính là 1/2. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tính tổng của hai số, sau đó chúng ta vẽ sơ đồ và chúng ta sẽ tìm hai số. Bài 5. Phép tính thứ nhất, ta làm là tổng của hai số là 15 nhân 2 bằng 30. Sau khi có tổng rồi, bây giờ chúng ta vẽ sơ đồ. Ta có sơ đồ số bé và số lớn. Tổng của hai số là 30. Số bé là 1 phần thì số lớn là 2 phần như thế. Tìm số lớn, tìm số bé. Sau khi vẽ xong sơ đồ thì bước tiếp theo chúng ta tính tổng số phần bằng nhau là, theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là
số bé là 1 phần cộng với số lớn là 2 phần bằng 3 phần. Sau đó ta tìm giá trị của 1 phần. Tìm giá trị của 1 phần ta sẽ lấy 30 chia 3. 30 chia 3 ta tìm được giá trị của 1 phần. Mà giá trị của 1 phần chính là số bé. Vậy ta sẽ trả lời luôn là số bé là 30 chia 3 bằng 10. Vậy số bé là 3 là 10. Vậy số lớn là 30 mà số bé là 10. Số lớn ta sẽ lấy 30 trừ 10 bằng 20. Đáp số số bé là 10, số lớn là 20. Như vậy cô vừa mới hướng dẫn các con làm một số bài tập để ôn về tìm số trung bình cộng. Các con lưu ý đối với dạng toán này thì ngoài công thức tìm số trung bình cộng của các số ra thì có những bài toán người ta phải yêu cầu chúng ta tìm tổng của hai số. Đấy, ví dụ như ở bài số 5 chúng ta vừa tính, chúng ta phải tìm trung bình cộng của hai số. Từ trung bình cộng để ta tính được tổng. Sau đó là chúng mình mới giải. Thì khi biết là số lớn gấp đôi số bé là hiệu và tỷ số của hai số đó. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào các con.